Chốt bến đỗ mới sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ gặp chuyện không may. Sau khoảng thời gian dài ấp ủ, Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo đã chính thức đi vào hoạt động. Chiến lược gia người Hàn Quốc sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam đã từ chối không ít lời mời để toàn tâm toàn ý đầu tư cho dự án riêng của mình. Với danh tiếng của mình, Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo nhanh chóng thu hút số lượng lớn các em nhỏ theo học. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam cũng gặp rắc rối khi bị lợi dụng hình ảnh, rất nhiều trang fanpage giả mạo lập ra với mục đích lừa đảo. Điều này buộc ban quản lý Học viện Park Hang-seo phải lên tiếng thông báo với khán giả. Hiện nay đang xuất hiện một vài fanpage mạo danh Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo, đề nghị quý phụ huynh, học viên, người hâm mộ vô cùng cảnh giác trước các fanpage giả mạo này. Hiện nay học viện chỉ có một trang fanpage duy nhất là Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo đã được dẫn link từ trang cá nhân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Học viện không chịu trách nhiệm trước bất cứ hành vi lừa đảo nào được các trang giả mạo kia thực hiện. Một lần nữa rất mong quý vị phụ huynh, học viên, người hâm mộ vô cùng cảnh giác trước các fanpage giả mạo này. Trân trọng. Vừa qua, huấn luyện viên Shin Yong-yang đã được bổ nhiệm là người trực tiếp đứng lớp tại Học viện bóng đá Park Hang-seo. Huấn luyện viên Shin sở hữu chứng chỉ B, được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cấp và có kinh nghiệm huấn luyện trực tiếp cho các câu lạc bộ bóng đá trẻ tại Hàn Quốc. Cách đây ít ngày, đích thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng viết tâm thư về dự án tâm huyết này của mình. Theo nhà cầm quân 65 tuổi, tiêu chí tuyển sinh của học viện là các em nhỏ từ 5 tới 15 tuổi, tương ứng với các lớp học bóng đá từ U7 tới U15, bộ giáo án huấn luyện độc quyền tại học viện do chính cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam biên soạn.